Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 13: Nói và nghe, kể chuyện hạt giống nhỏ. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 56 Chúng mình cùng nhau học bài nhé Trước tiên cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên của bài Đó là phần nói và nghe Trong phần nói và nghe có yêu cầu thứ nhất như sau Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý Đoán nội dung của từng tranh Để chúng mình có thể đoán được Nội dung của từng tranh, các em hãy dựa vào quan sát bức tranh, xem tranh vẽ gì và đọc câu hỏi gợi ý để chúng mình dự đoán nội dung của bức tranh đó nhé. Đây là bốn bức tranh trong bài. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình dự đoán nội dung của từng bức tranh nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé ở bức tranh thứ nhất cho cô biết trong tranh thứ nhất em quan sát thấy hình ảnh gì à trong bức tranh thứ nhất các em thấy được là hình ảnh một cây nhỏ đang ở dưới đất đang trồi lên những lá non đấy và ở trên bầu trời thì có ông mặt trời đang chiếu ánh nắng xuống dưới và những hạt mưa do cô mây tạo ra đấy Vậy câu hỏi gợi ý dưới tranh đó là nhờ đâu hạt giống nhỏ trở thành một cái cây cao to khỏe mạnh. Dựa vào gợi ý này và quan sát bức tranh, chúng ta có thể dự đoán nội dung của bức tranh thứ nhất như sau. Tranh 1: Hạt giống nhỏ trở thành cây cao to là nhờ đất, nắng và mưa. Tiếp tục quan sát bức tranh thứ hai, Ta thấy trong tranh thứ hai có hình ảnh gì? Trong bức tranh thứ hai, chúng mình nhìn thấy hình ảnh cái cây khi giờ đã lớn, cao to và có rất là nhiều tán lá xanh um. Ở trên bầu trời có hình ảnh đám mây, cô gió và ông mặt trời đấy. Vậy, chúng ta hãy quan sát gợi ý dưới tranh như sau. Sống trên đồi vắng, cây mong muốn điều gì? Vậy chúng mình hãy thử dự đoán xem Ở nội dung bức tranh thứ hai là gì nhỉ? Đáp án của cô như sau Tranh thứ hai có nội dung là Cây mong muốn quả đồi có thêm nhiều cây khác để làm bạn cho vui đấy Vì có một mình rất là buồn Cho nên cây đã à, gợi ý cho à, ở đồi này có thêm nhiều cây khác nữa cho có bạn để thêm vui Bức tranh thứ ba Chúng mình thấy ở tranh 3 hình ảnh gì nào? Đáp án của cô như sau Trong bức tranh thứ ba Chúng mình nhìn thấy hình ảnh Ở dưới mặt đất có rất nhiều cây nhỏ Đang được trồng đấy Bên cạnh những bên cạnh cây to Thì có rất nhiều cây nhỏ Và ở trên bầu trời thì đám mây đang tưới những hạt mưa xuống để cho cây đâm chồi nảy nọc Và có ông mặt trời chiếu ánh nắng xuống cũng giúp cho cây mau lớn đấy về câu hỏi gợi ý dưới tranh đó là Bằng cách nào mong muốn của cây được thực hiện? Dựa vào quan sát và gợi ý dưới tranh, ta đoán nội dung của bức tranh thứ ba như sau những hạt cây nảy mầm nhờ mưa nắng tiếp tục tranh thứ tư nhé cho cô biết ở tranh thứ tư đó là hình ảnh gì ở bức tranh thứ tư mình quan sát thấy hình ảnh lúc này ở đồi cây đã có rất nhiều các cây khác bao trùm bởi một màu xanh đẹp và mát mẻ bên cạnh đó còn có rất nhiều loài chim đã bay về để cùng chung vui với đồi cây đấy. Vậy câu hỏi gợi ý dưới tranh đó là quả đồi vắng đã thay đổi như thế nào? Dựa vào câu hỏi gợi ý và quan sát tranh, ta đoán được nội dung của bức tranh thứ tư như sau: Quả đồi có nhiều cây xanh như vậy vừa rồi chúng mình đã dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý dưới bức tranh để chúng mình đoán được nội dung của từng tranh trong câu chuyện hạt giống nhỏ vậy bây giờ các em có muốn cô giáo kể cho các em nghe nội dung câu chuyện này không câu chuyện kể về hạt giống nhỏ nảy mầm lớn thành cây và khỏe mạnh giữa quả đồi vắng bây giờ các em hãy nghe cô kể câu chuyện để biết làm thế nào để quả đồi lại có nhiều cây xanh như vậy nhé các em nghe cô kể câu chuyện hạt giống nhỏ có hạt giống nhỏ nằm ngủ yên trong lòng đất ấm trên một quả đồi cao vào một buổi sáng từ hạt giống nhỏ chú nhú lên một cái chồi non tươi xanh và xinh xắn nhờ cô mây tưới nước mát và ông mặt trời chiếu nắng ấm trời non đã vươn mình lớn dần thành cây non chẳng bao lâu cây non đã trở thành một cây cao to và khỏe mạnh sống một mình trên quả đồi rộng lớn cây to buồn lắm nó muốn có nhiều cây khác làm bạn hiểu được mong ước của cây ông mặt trời cô mây chị gió đã bàn bạc nghĩ cách để giúp cây. Chị gió đã bay đi kiếm những hạt giống nhỏ, đem về gieo trên quả đồi. Cô mây tưới nước mát, ông mặt trời chiếu nắng ấm. Thế là chẳng bao lâu, những hạt giống đó nảy mầm, vươn mình và lớn lên. Nhiều tháng năm trôi qua, giờ đây, trên quả đồi đã có biết bao nhiêu cây xanh luôn ở bên nhau và vươn lên giữa bầu trời xanh lộng gió. Hàng ngày, các chú chim sâu, gõ kiến, sơn ca bay tới đậu trên những cành cây, vừa bắt sâu, vừa líu lo ca hát. Như vậy vừa rồi, các em đã nghe cô giáo kể nội dung của câu chuyện hạt giống nhỏ. Bây giờ lần 2, Cô giáo sẽ kể lại cho các em nghe nội dung của câu chuyện và kết hợp chúng ta sẽ quan sát từng tranh và trả lời câu hỏi dưới bức tranh nhé. Các em nghe cô kể lại lần hai. Có hạt giống nhỏ nằm ngủ yên trong lòng đất ấm trên một quả đồi cao. Vào một buổi sáng, từ hạt giống nhỏ chú nhú nên một mầm non tươi rói và xinh xắn nhờ có đám mây tưới nước cho và ông mặt trời chiếu ánh nắng mà chồi non đã vươn mình lớn dần thành cây non chẳng bao lâu cây non đã trở thành cây cao to và khỏe mạnh Vậy các em hãy cho cô giáo biết ở nội dung của bức tranh thứ nhất Chúng ta vừa nghe cô kể thì nhờ đâu hạt giống nhỏ đã trở thành một cái cây cao, to và khỏe mạnh. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta suy nghĩ và trả lời câu hỏi ở bức tranh 1 nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chia sẻ câu trả lời như sau. Nhờ có đất, nắng, mưa mà hạt giống nhỏ trở thành một cái cây cao, to, khỏe mạnh. Như vậy chúng mình đã trả lời được câu hỏi ở bức tranh thứ nhất rồi. Tiếp tục nghe cô kể lại nội dung của bức tranh thứ hai nhé. Sống một mình trên quả đồi rộng lớn, cây to buồn lắm. Nó muốn có những cây khác làm bạn. Hiểu được mong ước của cây, ông mặt trời, cô mây, chị gió đã bàn bạc và nghĩ cách để giúp cây Chúng ta hãy trả lời cho cô giáo câu hỏi sau Sống trên đồi vắng, cây mong muốn điều gì? Cô mời các em hãy bấm dừng hình, suy nghĩ và trả lời nhé Mời các em quay trở lại màn hình nào Câu trả lời như sau Cây mong muốn quả đồi có thêm nhiều bạn khác để làm bạn đấy ở đây hình ảnh cây chỉ có một mình giữa quả đồi rất là buồn Mặt của cây buồn bã Cho nên là cây mong muốn là quả đồi sẽ có thêm nhiều cây khác để làm bạn với mình Tiếp tục bức tranh thứ ba Các em nghe cô kể nội dung của đoạn 3 nhé Chị gió bay đi kiếm những hạt giống nhỏ đem về gieo trên quả đồi Cô mây tưới nước mát Ông mặt trời chiếu nắng ấm Thế là chẳng bao lâu những hạt giống đó nảy mầm vươn mình và lớn lên cho cô biết bằng cách nào mong muốn của cây được thực hiện cô mời các em hãy bấm dừng hình suy nghĩ và trả lời nào cô mời các em quay trở lại màn hình đáp án của cô như sau chị gió bay đi kiếm hạt giống về gieo trên đồi Cô mây tưới nước mát, ông mặt trời chiếu nắng ấm. Như vậy, bằng cách của ông mặt trời, cô mây và chị gió đã giúp cho quả đồi có rất nhiều cây khác đấy. Bức tranh thứ tư, chúng mình nghe cô kể đoạn 4 nhé. Nhiều tháng năm trôi qua, giờ đây trên quả đồi đã có biết bao cây xanh luôn ở bên nhau và vươn lên giữa bầu trời xanh lộng gió. Hàng ngày, các chú chim sâu, chim gõ kiến, chim sơn ca bay tới đậu trên những cành cây, vừa bắt sâu, vừa líu lo ca hát. Trả lời cho cô giáo câu hỏi sau, quả đổi vắng đã thay đổi như thế nào? Cô mời các em hãy bấm dừng hình. Mời các em quay trở lại màn hình Chúng ta cùng nhau chia sẻ đáp án như sau. Quả đổi vắng bây giờ đã có rất nhiều cây xanh và có nhiều loài chim bay tới đấy. Như vậy vừa rồi các em đã nghe cô giáo kể nội dung của câu chuyện Hạt giống nhỏ và chúng mình đã tìm hiểu nội dung của câu chuyện qua việc trả lời các câu hỏi của bài. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần 3 nhé. Kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh. Ở đây là bốn bức tranh trong câu chuyện hạt giống nhỏ. Các em hãy dựa vào nội dung câu chuyện mà cô giáo vừa kể. Chúng ta hãy lựa chọn kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh nhé. Chúng ta có thể chia sẻ từng đoạn câu chuyện cho người thân bạn bè mình nghe. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần 2. Đó là phần vận dụng Yêu cầu của phần vận dụng như sau Cùng người thân nói về ích lợi của cây cối đối với cuộc sống con người Các em lưu ý nhé Không yêu cầu chúng mình kể lại cả câu chuyện Mà chúng mình sẽ cùng người thân chia sẻ Nói về lợi ích của cây cối đối với cuộc sống con người đấy Các em ạ à, cây cối đối với con người là một phần không thể thiếu đối với cuộc sống của chúng ta. Nhờ có cây mà cuộc sống của chúng ta mới thêm tươi đẹp và chúng ta có sự quang hợp không khí hòa hợp vào với nhau tạo lên cho chúng ta oxy, không khí mát mẻ trong lành để chúng ta có cuộc sống tốt hơn đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau